Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vừa tổ chức hội nghị đối thoại với cán bộ làm công tác mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố Tam Điệp. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn vì lợi ích chung và vì cộng đồng, đã có gần 20 ý kiến được nêu tại hội nghị, tập trung vào 4 nhóm vấn đề liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, công tác chuẩn bị đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ mới và hoạt động của mặt trận ở cơ sở, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng chính quyền và giám sát việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên ở khu dân cư, hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát Đầu tư của Cộng đồng và Tổ hòa giải ở cơ sở. Lãnh đạo một số phòng ban của thành phố và đại diện các ban chuyên môn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã trao đổi làm rõ những vấn đề mà đại biểu quan tâm. Đối với những vấn đề không thuộc thẩm quyền sẽ được tiếp thu tổng hợp, báo cáo các cấp các ngành xem xét trả lời giải quyết trong thời gian tới. Thông qua đối thoại nhằm nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng chính đáng, những khó khăn vướng mắc của cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời tuyên truyền phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp, qua đó tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công tác mặt trận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.